Cao Bằng đầu năm 1979, tác giả Trọng Bảo, giọng đọc Hải Yến, số 7. Thương binh nặng ở lại, còn tất cả ra vị trí chiến đấu, bảo vệ hang. Tôi vội giao tổ hợp máy vô tuyến điện cho một chiến sĩ thông tin, xách súng lao ra cửa hang chính. Ở cửa hang chính, tiểu đoàn phó Trần Quang Cương và trợ lý tham mưu Bùi Đức Thọ đang tổ chức cho các chiến sĩ cơ quan tiểu đoàn bộ và một chiến sĩ của đại đội 11 rút về tăng cường phòng ngự, bảo vệ cửa hang. Hang huyện ủy ở trên cao nên quan sát được toàn bộ thị trấn Sóc Giang và trận địa của đại đội 10 cho đến tận các bản cốc sâu két ké là nơi bọn giặc tập kết trước khi tổ chức tấn công vào Sóc Giang. Tôi chui ra bên ngoài cửa hang tìm vị trí chiến đấu. Tôi nhìn thấy những chiếc xe tăng địch lổm ngổm trên cánh đồng phía trước bản Nàng Nghiềng đang dê chỉnh nòng pháo để bắn thẳng vào cửa hang. Bọn địch cũng đã chiếm được khu đồn công an vũ trang đối diện hang huyện ủy. Chúng dùng DKZ ngắm bắn thẳng sang cửa hang, đất đá văng rào rào, khói bụi mù mịt. Một tảng đá lớn từ sườn núi lao xuống, bay qua trước mặt chúng tôi. Có ai đó hét to, cẩn thận đá lăn đấy. Tôi cố thu người, nép sau gộp đá và nghĩ, mà mẹ thằng tàu khựa, bắn ghê quá, không khéo chả chết vì đạn pháo mà chết vì đá lăn. Khi tôi đang nấp sau gộp đá, ngắm bắn về phía chợ Sóc Giang, nơi bọn giặc đang lố nhố hét xung phong, thì có tiếng gọi vào trong hang ngay. Tôi vội xách súng bỏ trở vào trong hang. Chính trị viên Hoàng Quốc Doanh vừa thấy tôi đã bực bội. Mày ra ngoài đấy làm gì hả? Tôi ấp úng. Thủ trưởng vừa ra lệnh tất cả ra chiến đấu. Chính trị viên Hoàng Quốc Doanh rằng giọng. Nhiệm vụ của mày là bảo đảm thông tin liên lạc cho chỉ huy chiến đấu. Mất liên lạc với các hướng lúc này là mất trận địa, là chết hết đấy, hiểu không? Vâng, vâng ạ. Tôi lập cập đáp. Chính trị viên Hoàng Quốc Doanh vẫn còn rất bực. Mày mà để mất liên lạc lúc này là tao bắn. Anh dọa. Tôi tái mặt khi nhìn thấy tay anh lăm lăm khẩu súng ngắn. Anh cũng đang chỉ huy bộ phận chiến đấu ở ngoài cửa hang. Thấy tôi run lập cập, anh hạ giọng. Cầm máy, bảo đảm liên lạc ngay, nhanh lên. Tôi vội lao về vị trí đặt máy vô tuyến điện. Chính trị viên Hoàng Quốc Doanh nổi cáu quát tôi vì lúc nãy khi tôi không có mặt trong hang, người chiến sĩ thông tin vô tuyến điện do hơi hoảng nên xử lý không tốt một mệnh lệnh chiến đấu khiến anh rất bực. Tổ đài vô tuyến điện 884 lúc này đã được đưa vào phía trong cửa hang phụ để bảo đảm an toàn. Khi vừa cầm tổ hợp máy vô tuyến, áp tai nghe các đơn vị báo cáo tình hình, tôi đã bật reo lên thật to. Đại đội 10 báo cáo bắn cháy 2 xe tăng địch, lại 2 chiếc nữa bị bắn cháy. Tôi tiếp tục gào lên. Gần như cùng lúc với báo cáo của tôi, anh em ngoài cửa hang cũng reo lên vui mừng. Từ trên cửa hang, họ nhìn thấy rất rõ những chiếc xe tăng bốc cháy ngay trên đoạn đường quanh dưới chân chốt của đại đội 10. Có một chiếc xe tăng nằm sát bản Nàng Nghiềng, bốc cháy và phát nổ rất dữ dội. Có lẽ là do đạn pháo trong xe bị kích hoạt. Sau đó, đại đội 10 mới báo cáo cụ thể hơn. Chiến sĩ Nguyễn Xuân Quý bắn cháy 4 xe tăng địch. Hạ sĩ tiểu đội trưởng Nguyễn Công Tâm bắn cháy 1 chiếc xe tăng và hy sinh. Chính trị viên đại đội Trung úy Trần Xuân Tương chỉ huy các tổ xuống chân điểm chốt bắn xe tăng cũng đã hy sinh. Hạ sĩ Nguyễn Công Tâm là người đã xuống sát bụi tre ở chân điểm chốt, lập ổ đề kháng bắn thẳng vào đội hình quân địch, tiêu diệt được rất nhiều tên địch. Bọn địch ném lựu đạn lên công sự, Nguyễn Công Tâm nhặt lựu đạn ném trả, bị một quả nổ trên tay. Hạ sĩ Nguyễn Công Tâm quê ở Thái Bình, nhập ngũ đầu năm 1975. Tâm lấy vợ đã lâu mới có con. Hôm trước cuộc chiến tranh, gặp tôi Tâm còn vui mừng khoe. Con mình vừa mới sinh. Vợ bảo sau khi đầy tháng mới bế con đi chụp ảnh gửi cho mình. Mình mong được thấy mặt thằng bé quá. Vậy mà anh đã đi vào lòng đất khi chưa biết mặt đứa con vừa mới ra đời.
Cả sở chỉ huy tiểu đoàn lặng đi trước những thông tin tổn thất của đại đội 10 báo cáo về. Mấy chiếc xe tăng địch ở đám ruộng trước bản Nà Nghiêng vẫn liên tục nã pháo vào cửa hang của chỉ huy tiểu đoàn. Một chiến sĩ mang súng B-41 lao ra tìm cách tiếp cận xe tăng địch. Anh trúng đạn, gục xuống rãnh ngô non. Từ vị trí phòng ngự ở chân núi, Nguyễn Văn Trọng, tiểu đội phó truyền đạt và Nguyễn Đình Tuất ở trung đội vận tải cùng mấy chiến sĩ nhanh chóng lao ra, họ bò lê trên mặt ruộng dưới làn đạn địch, cố tìm cách tiếp cận vị trí người lính B-41 hy sinh để lấy khẩu súng bắn tăng. Giữa lúc đó, tôi nhận được điện của đại đội 9. Hướng Ủy ban Nhân dân huyện, trung đội trưởng Trần Quang Tuyến đã chỉ huy trung đội bắn cháy một xe tăng và tiêu diệt nhiều bộ binh quân địch ở khu vực cửa hàng thực phẩm và sân Ủy ban Nhân dân huyện Hà Quảng. Tôi vừa báo cáo với chính trị viên tiểu đoàn Hoàng Quốc Doanh xong thì nhận được điện của đại đội 10 đề nghị hỏa lực của tiểu đoàn bắn trực tiếp trùm lên trận địa của đơn vị mình. Bộ binh địch từ hướng Đôn Trương đã tràn lên, lực lượng tinh nhuệ của chúng từ điểm cao 505 đánh ập xuống trận địa của đại đội 10. Tình hình đại đội 10 vô cùng nguy cấp, bộ đội đang giáp lá cà với địch. Tiếng lựu đạn nổ lục bục trong chiến hào, đại đội 10 xin cối 82 của tiểu đoàn bắn trùm lên trận địa của đơn vị, sẵn sàng chết chung cùng bọn giặc. Chính trị viên Hoàng Quốc Doanh nghe xong, mím môi, vẻ mặt căng thẳng. Đoạn anh bảo tôi, điện lệnh cho đại đội 10 bất cứ giá nào cũng phải kiên quyết chiến đấu giữ vững trận địa. Tôi vừa truyền đạt xong mệnh lệnh thì mất liên lạc với đại đội 10. Hướng biên giới, đại đội 9 và đại đội 11 báo cáo bọn địch từ biên giới hành quân xuống đã áp sát trận địa. Phía đường mòn từ mỏ sắt lên, phía bên phải có tiếng súng nổ trong bản Nà Nghiêng. Bọn địch đã chạm súng với bộ phận chốt chặn ở đây. Như vậy là cả bốn phía quân địch đang khép chặt vòng vây, xông vào thị trấn Sóc Giang. Trong khi đó thì cuộc chiến đấu trước cửa ngõ thị trấn Sóc Giang vẫn vô cùng ác liệt. Trận địa của đại đội 10 mịt mù khói lửa, râm ran tiếng súng, không còn phân biệt được đâu là tiếng súng của quân ta, đâu là tiếng súng của quân địch nữa. Đạn pháo của quân địch thì không ngừng nã vào vị trí cửa hang chỉ huy tiểu đoàn. Hang đá rung chuyển, chao đảo như một con thuyền nhỏ nhoi trên sóng lớn. Tiếng súng bộ binh đã ran lên khắp thị trấn Sóc Giang. Những tên giặc lố nhố trong khu chợ thị trấn bên trái cửa hang huyện ủy lại hò hét xông lên phía cửa hang. Chính trị viên Hoàng Quốc Doanh vẫn bình tĩnh nghe và xử lý các tình huống chiến đấu. Tôi cố giữ bình tĩnh để truyền đạt đầy đủ, rõ ràng nhất các mệnh lệnh của người chỉ huy cho các bộ phận qua mạng máy vô tuyến điện. Vòng vây quân thù tiếp tục khép chặt. Trong hang huyện ủy lúc này chỉ còn liên lạc được với các hướng bằng máy vô tuyến điện. Tôi là người đầu tiên nhận được tin chiến thắng cũng như tin thất thiệt của các đại đội báo cáo về chỉ huy tiểu đoàn. Các đơn vị liên tục báo cáo tình hình của ta và của địch, đơn vị nào cũng xin chi viện hỏa lực và đạn dược. Nhưng làm gì còn đạn dược nữa mà chi viện? Có bộ phận báo cáo thiệt hại nặng, khó có thể giữ được trận địa, xin rút lui. Chính trị viên Hoàng Quốc Doanh lặng người đi mỗi khi nhận tin nhiều cán bộ chiến sĩ hy sinh. Anh hạ lệnh cho đại đội 9 và đại đội 11 chiến đấu ngăn chặn bộ binh cơ giới quân địch từ hướng biên giới tràn xuống, lệnh cho đại đội 10 bằng mọi giá phải giữ được trận địa. Lại có tiếng quân ta hò reo ngoài cửa hang. Thêm hai chiếc xe tăng bị bắn cháy ngay trên đám ruộng trồng ngô phía trước bản Nà Nghiêng gần nhà bưu điện thị trấn. Có lẽ đã hơn 3 giờ chiều, thị trấn Sóc Giang ngùn ngụt lửa cháy. Bốn phía bộ binh xe tăng địch vẫn ào ạt xông lên áp sát vị trí chỉ huy của tiểu đoàn 3. Tình huống vô cùng nguy ngập. Từ phía cửa hang chính, nơi đang bị hỏa lực và bộ binh quân địch khống chế tấn công ác liệt, chính trị viên Hoàng Quốc Doanh đi vào giữa hang, tay vẫn cầm khẩu súng ngắn chỉ huy chiến đấu. Anh mím môi, nhìn số người ít ỏi còn lại trong hang, rồi nói: "Bây giờ đã đến lúc chúng ta sẽ quyết một trận sống chết với quân thủ." Nghe chưa hết mệnh lệnh của chính trị viên tiểu đoàn, tất cả chúng tôi, những người làm nhiệm vụ đảm bảo cho công tác chỉ huy chiến đấu và cả anh em thương binh nhẹ trong hang, lập tức bật dậy, vớ lấy súng và lựu đạn,
lao ra phía cửa hang chính đang mịt mù khói lửa. Tiếng đạn gầm vang râm ran bốn phía. Thị trấn tọa độ lửa Sóc Giang vẫn đang bốc cháy rừng rực. Khói lửa chiến tranh che khuất cả một khoảng trời biên giới. Dưới đây là trang nhật ký chiến tranh tôi ghi lại về ngày 20 tháng 2. Địch có khoảng 2 tiểu đoàn đánh từ phía Đôn Trương tiến lên thị trấn Sóc Giang. Chúng chia làm 3 đợt tấn công, buổi sáng từ 9 đến 10 giờ, chiều từ 3 đến 5 giờ, có 16 xe tăng trong đội hình tấn công. Ta, đại đội 10 cùng một tiểu đội của đại đội 11 tăng cường chiến đấu, giữ vững chốt, bẻ gãy các đợt tiến công của địch, tiêu diệt hơn 400 tên địch, 6 xe tăng. Bộ phận của đại đội 9 chốt chặn tại hướng Ủy ban Nhân dân huyện Hà Quảng, chiến đấu tiêu diệt 1 xe tăng và 50 tên địch. Sơ đồ trận đánh ngày 20 tháng 2 1979. Một số tấm gương chiến đấu dũng cảm trong ngày 20 tháng 2. Binh nhất Trần Xuân Quý, 20 tuổi, bắn 5 viên đạn B-41 tiêu diệt 4 xe tăng và nhiều tên địch. Hạ sĩ tiểu đội trưởng Nguyễn Công Tâm dũng cảm xuống tận bụi tre sát mặt đường quốc lộ, đặt súng bắn thẳng tiêu diệt 1 xe tăng và nhiều bộ binh địch, hy sinh do lựu đạn địch ném lên tuyến công sự thứ nhất. Trung úy Trần Xuân Tương, học viên trường sĩ quan chính trị thực tập làm chính trị viên tại đại đội 10, vừa chỉ huy bộ đội vừa trực tiếp chiến đấu, bị thương gãy một tay và một chân, vẫn kiên quyết ở lại trận địa chỉ huy bộ đội chiến đấu và hy sinh. Thượng sĩ Trần Quang Tuyến, trung đội trưởng thuộc đại đội 9, bắn cháy 1 xe tăng địch, binh nhất Hồ Sào Liền, dân tộc Hơ Mông, quê Hà Giang, tiêu diệt được 12 tên địch, trước đó khi đi lấy gạo gặp địch còn diệt được 2 tên. Hơn 5 giờ chiều ngày 20 tháng 2, tất cả các mũi tấn công của quân xâm lược Trung Quốc vào thị trấn Sóc Giang đều bị bẻ gãy. Chốt của đại đội 10 vẫn được giữ vững, khu vực phòng ngự của đại đội 9 và đại đội 11 bọn địch không thể vượt qua. Bóng đêm và sương mù dần buông xuống, nhưng bầu trời thị trấn biên giới vẫn rực sáng bởi lửa cháy và đạn nổ từ những chiếc xe tăng mang nhãn hiệu Bát Nhất, dưới chân điểm chốt của tiểu đội 3 anh hùng. Viết thêm. Năm 2018, khi về Hà Nội dự buổi gặp mặt truyền thống của Trung đoàn 677 tổ chức, anh Hoàng Quốc Doanh đến nhà tôi chơi. Tôi bảo các con ra chợ mua chút thức ăn về làm cơm, nhớ mua ít lòng lợn, vì tôi nhớ là anh rất thích món này. Lúc rượu vào vui vẻ, tôi nhắc lại chuyện bị anh dọa bắn hôm chiến đấu ở thị trấn Sóc Giang, anh cười to. Lúc ấy tao dọa thế thôi. Mày mà chết thì lấy ai tổ chức thông tin liên lạc cho tiểu đoàn? Mất liên lạc trong lúc ấy, không chỉ mất trận địa mà mất tất cả, chúng ta mất mạng hết đấy, hiểu không? Rồi anh giải thích thêm, lúc ấy mà mất liên lạc, các bộ phận sẽ tưởng là chỉ huy tiểu đoàn đã bị bọn tàu tiêu diệt hết rồi, họ sẽ hoang mang bỏ trận địa để rút lui, bọn địch sẽ ào lên hang huyện ủy và tất cả chúng ta sẽ chết. Sau chiến tranh biên giới phía Bắc, từ một cán bộ chính trị, anh Doanh được bổ nhiệm làm trung đoàn trưởng. Khi anh làm trung đoàn trưởng trung đoàn 677, sư đoàn 346, thì Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch là phó chủ nhiệm chính trị của trung đoàn này. Sau này khi về làm báo ở Hà Nội, mỗi lần gặp tôi, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng hay hỏi thăm anh Doanh. Trận đánh quyết liệt, buổi chiều ngày 20 tháng 2, các đơn vị của tiểu đoàn 3 đã đẩy lui tất cả các cuộc tấn công của bọn bành trướng vào thị trấn Sóc Giang và các trận địa phòng ngự của mình. Các đơn vị trong tiểu đoàn đã thể hiện được quyết tâm, chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, người lính cuối cùng, kiên quyết không rời trận địa khi chưa có lệnh. Đại đội 10, sau cuộc cận chiến bằng lưỡi lê, báng súng, tuy chịu rất nhiều tổn thất, song đã đánh bật bọn địch xuống mặt đường, đẩy lui lực lượng đặc nhiệm của chúng, trở ngược lên điểm cao 505. Cơ bản lấy lại được trận địa, đại đội 9 vẫn giữ vững được trận địa Kéo Nghìn và khu vực Ủy ban Nhân dân huyện Hà Quảng. Bộ phận chốt chặn của đại đội 11 vẫn bảo vệ được đoạn đường hẹp Cổ Chai phía dưới trường cấp 1-2, ngăn chặn quân địch từ hướng cửa khẩu Bình Mãng tràn xuống thị trấn Sóc Giang. Trong ngày, 6 xe tăng địch bị bắn cháy, bắn hỏng, hơn 400 tên địch bị tiêu diệt. Xác xe tăng, xác bộ binh chúng nằm rải rác khắp thị trấn Sóc Giang trên cánh đồng bản Nà Nghiền. Bọn địch từ hướng mỏ sắt Thông Nông nóng lên phải co cụm lại, không một tên địch nào bám được vào chân núi đá lên hang huyện ủy, sở chỉ huy của tiểu đoàn 3.
bọn chúng bị chặn đứng ở ngay trước nhà bưu điện và trong khu chợ thị trấn. Những khẩu súng trên tay những tên giặc chết nằm trên đám ruộng non bản Nà Nghiền, khu chợ thị trấn, và nòng pháo trên những chiếc xe tăng bị bắn cháy vẫn hướng về phía cửa hang huyện ủy, nơi chúng không thể đến và là nơi chúng tôi đang trụ vững. Khi các hướng tiếng súng tạm lắng thì màn đêm buông xuống. Trừ bộ phận cảnh giới, chúng tôi rút vào trong hang tránh pháo đạn của bọn địch. Chính trị viên Hoàng Quốc Doanh ngồi dựa vào thành hang, trông anh có vẻ mệt mỏi. Chúng tôi ngồi nằm ngổn ngang xung quanh, nhiều người quần áo cũng bê bết bùn đất dính máu thương binh. Trợ lý tham mưu Bùi Đức Thọ tranh thủ báo cáo tình hình địch. Sau đó tôi tổng hợp điện của các đơn vị, báo cáo về quân số thương vong, về trang bị vũ khí đạn dược. Nét mặt chính trị viên tiểu đoàn Hoàng Quốc Doanh thêm tối đi mỗi khi tôi đọc số lượng tên người hy sinh, mất tích, bị thương. Anh em trong hang cũng lặng đi khi nghe thấy tên đồng đội, bạn bè của mình vừa ngã xuống. Không khí trong hang trầm lắng hẳn. Hồi lâu, chính trị viên Hoàng Quốc Doanh lên tiếng. Chúng ta đã chịu nhiều tổn thất hy sinh, nhưng hôm nay chúng ta đã đánh một trận làm cho quân thù phải khiếp sợ. Thị trấn Sóc Giang hôm nay đúng là một tọa độ lửa, các đồng chí ạ. Nhiều người đã hy sinh, nhưng chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ được trận địa. Hôm nay, các đồng chí ấy đã anh dũng ngã xuống để cho chúng ta còn sống ngồi đây. Không ai được quên điều ấy. Lặng đi một lát, anh nói thêm, giọng nhỏ hơn. Nếu chiều hôm nay chúng ta không giữ vững được trận địa, hoặc có một đơn vị, một bộ phận nào rút lui, tháo chạy, thì tất cả chúng ta sẽ bị tiêu diệt, không ai còn sống đâu. Bọn địch đã quây kín đặc xung quanh cái thị trấn bé nhỏ này rồi. Chính trị viên Hoàng Quốc Doanh biểu dương tinh thần chiến đấu của các đơn vị trong tiểu đoàn. Anh bảo tôi điện báo khen ngợi các đơn vị. Anh cũng không quên nhắc đến sự chi viện của khẩu đội 12 ly 7 thuộc đại đội 16 của trung đoàn. Khẩu đội này bố trí trên mỏm núi đá bên phải các bản Cốc Sâu, Kép Ké, ngay giữa đội hình xuất phát của quân địch khi tấn công vào chốt đại đội 10 sáng nay. Các chiến sĩ khẩu đội 12 ly 7 đã dũng cảm nằm im giữa đội hình của bọn địch chờ đợi. Bọn giặc sẽ không phát hiện ra nếu họ vẫn nằm im hoặc lặng lẽ trèo lên núi cao theo đường mòn rút đi. Nhưng các chiến sĩ khẩu đội 12 ly 7 đã không làm thế. Họ nằm im khi quân địch tập trung quân xung quanh ngay dưới chân mình. Khi bọn địch bắt đầu tấn công vào thị trấn thì họ lập tức nhả đạn xối xả vào lưng, vào gáy bọn chúng để chi viện cho đại đội 10 giữ chốt. Bọn địch bị bất ngờ. Sau phút hoảng loạn, chúng tổ chức một lực lượng quay lại bao vây tấn công lên mỏm núi, tiêu diệt khẩu đội 12 ly 7 ngay sau đội hình của chúng. Sau này chúng tôi được biết các chiến sĩ khẩu đội 12 ly 7 này đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng. Họ phá hỏng khẩu 12 ly 7 trước khi bọn địch xông lên, rồi dùng lựu đạn và súng bộ binh quyết tử với chúng. Tôi xúc động khi nghe những lời chính trị viên tiểu đoàn Hoàng Quốc Doanh vừa nói. Là người phụ trách thông tin liên lạc, nhận những bức điện trong những tình huống cam go nhất, nên tôi hiểu. Có bộ phận bị đánh ác liệt, bị thương vong thiệt hại nặng nề, xin rút lui. Có đơn vị chết gần hết chỉ huy. Có đại đội không còn đạn dược, tình huống dồn dập cấp bách, bọn địch tấn công khắp nơi. Có lúc tôi nghe điện thoại đã hoang mang. Vậy mà chính trị viên Hoàng Quốc Doanh vẫn bình tĩnh xử lý. Anh còn luôn động viên căn dặn tôi, bình tĩnh giữ vững thông tin liên lạc. Tôi đã cố gắng xử lý được tất cả các tình huống để đảm bảo liên lạc thông suốt trong các trận đánh, nhất là khi bị bọn giặc phá sóng. Nhiều lần cứ mở máy liên lạc là bọn giặc xen vào làm nhiễu sóng và nghe lén thông tin. Loại máy vô tuyến 884 chúng tôi đang sử dụng là do Trung Quốc sản xuất viện trợ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Vì thế chúng rất hiểu khi gây nhiễu phá hoại. Để chuẩn bị cho các trận đánh ngày hôm sau, cơ quan tiểu đoàn bộ tổ chức một trung đội sang tăng cường cho đại đội 10. Tiểu đội trưởng hữu tuyến Hà Trung Lợi được bổ nhiệm giữ chức trung đội trưởng. Lực lượng của trung đội này gồm hơn chục chiến sĩ thuộc các bộ phận thông tin, vận tải, nuôi quân.
Sau khi nhận đủ người, Hà Trung Lợi liền dẫn bộ đội đi ngay. Ngày 21 tháng 2, Hà Trung Lợi đã cùng bộ phận của mình chiến đấu rất dũng cảm, cùng anh em đại đội 10 giữ vững trận địa. Trung đội trưởng thông tin Phạm Hoa Mùi cũng được giao phụ trách một bộ phận chiến đấu. Thấy tôi cứ nhấp nhổm vì chưa biết mình sẽ được giao nhiệm vụ gì, đi tăng cường cho bộ phận nào, thì chính trị viên Hoàng Quốc Doanh hỏi: "Có chuyện gì thế? Có đơn vị nào điện khẩn về à?" Tôi đứng dậy: "Báo cáo thủ trưởng không ạ, em chỉ muốn biết mình sẽ được tăng cường về đơn vị chiến đấu nào thôi ạ." Anh Doanh lừ lừ nhìn tôi: "Mày vẫn phải ở lại cơ quan tiểu đoàn bộ, lo việc bảo đảm thông tin cho chỉ huy, hiểu không? Ngày mai tình hình còn căng thẳng ác liệt lắm đấy." Tôi ngồi xuống ôm súng tựa vào vách hang. Nhiều người trong cơ quan tiểu đoàn bộ đã lên đường tăng cường cho các đơn vị chiến đấu. Tại hang huyện ủy còn rất ít, chủ yếu là thương binh và một số chiến sĩ trinh sát, thông tin, hậu cần, vận tải, làm nhiệm vụ đảm bảo cho chỉ huy tiểu đoàn. Đến khoảng hơn 8 giờ tối thì chúng tôi nhận được lệnh rút lui khỏi thị trấn Sóc Giang. Chính trị viên tiểu đoàn Hoàng Quốc Doanh lập tức họp cùng các cán bộ bàn phương án rút lui. Một tấm bản đồ địa hình trải xuống ngay nền hang đá. Ánh đèn pin mờ ảo soi không rõ những đường bình độ trên bản đồ. Các chỉ huy đang bàn kế hoạch rút khỏi thị trấn. Những cái đầu bù xù, những khuôn mặt hốc hác vì gần tuần nay chiến đấu ác liệt, đấu trí, đấu sức với quân giặc và chứng kiến bao sự hy sinh rồi mất ngủ, đói khát. Với một đơn vị đã thiệt hại nặng nề, gần như kiệt sức chiến đấu cùng rất nhiều thương binh nặng, việc tìm một phương án rút lui làm sao cho đỡ tổn thất thêm sinh lực quả là không đơn giản. Vị trí hang chỉ huy của tiểu đoàn đã bị lộ, bọn địch bao vây chặt thị trấn. Lực lượng của chúng ở các điểm cao 505 và đồn công an vũ trang trên mỏm đồi đối diện hang huyện ủy và ở bản Nà Nghiêng khống chế chặt chẽ mọi hoạt động của tiểu đoàn. Chúng bắn không tiếc đạn vào cửa chính của hang và các vị trí phòng ngự của tiểu đoàn ở khu vực thị trấn Sóc Giang. Sau một lúc trao đổi, chính trị viên tiểu đoàn Hoàng Quốc Doanh đi đến một quyết định táo bạo. Chúng ta sẽ rút lui theo hướng cửa hang chính xuống phía trước nhà bưu điện, rồi qua con mương nước phía bên trái bản Nà Nghiêng, sau đó băng qua cánh đồng sang dãy núi đá, vượt lên trên lũng vỉ. Nếu bị bọn địch phát hiện ngăn chặn thì chúng ta sẽ nổ súng mở đường máu rút quân. Có nhiều tiếng xì xào, bởi nếu rút lui theo hướng cửa hang chính thì đúng là một cuộc phá vây mở đường máu thực sự. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.